Rồi, chào các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình vô cái đám sen nè các bạn. Sen nè. Như đây cái con bắt lóc các bạn ơi. Thì mà các bạn thấy chân mình đi bắt mấy cái lóc nha các bạn. Thì nếu máy đây như nào có cá mình quay tiếp cho các bạn xem. Này trứng con nha các bạn. Con đầu tiên cho đám sen nha các bạn, cho đám sen lóc nè bạn. Cái thứ hai nha bạn, thứ hai cho nấm sen nha. Xe này chắc 10 tới nữa khô chắc ta chụp bỏ các bạn ơi. Xe này cũng tàn lắm rồi. Các bạn lấy ngó không à? Chứ bắt cho bạn xem nó đã ra ai cái bẩn 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 lên cái xem không. Cái này cái gì luôn. Chỉ liên cá này các bạn, cho bạn con dòng đám sen đi. Thank you.
Ốc nhỏ. Trong sen cá cũng lưới không các bạn. Không bự. Máy cái này các bạn đi xử lý cá này các bạn ơi. Đây mới chưa còn mà. Các bạn ơi, có cá quay tiếp cho bao các bạn ơi. Cải không ta. Đang bắt đừng con nữa nha các bạn. Cái nhỏ. Đó, máy thì nó có cá bắt tiếng quay tiếng cho bạn sống nha các bạn.
Nha bạn. Lóc. Nước máy đây, chừng này có cá quỷ tích luôn. Mình xử lý được con nha bạn. Nè. Bắt được con cá nữa nè. Đây nắp máy này có cá quỷ tích cho bạn xem. Nhìn con nữa bạn. Nắp máy này các bạn ơi, này có cá quỷ tích luôn, chưa đèn con nữa bạn ơi. Không bự. Bẩn chứ. Xem về cá dữ lắm nha các bạn. Nước vô đây nổi dữ lắm. Nước mà. Nhỏ. Nước cá vô đây nổi dữ lắm, sen mà. Giật là cá hết nha các bạn. Nước mới vừa lên cá nó dữ dằn.
các bạn ơi. Rô rô độc nè. Để máy nha bạn, này có cá quay tiếp cho bạn xem. Còn con nữa nha bạn. Nè. Máy còn có cá quay tiếp. Móc để được con nữa nha bạn. Nè. Cái đống trọng không bạn ơi. Dòng rau mà lá liền nha bạn. Cái xe nó quằn gì mình đi ra nó chống cơ lá à. Động luôn nha bạn. Mình bán, mình nói bán được con cá quý tứ bạn xem. Để mấy chúng còn nữa bạn ơi. Máy này có cá quy tê đừng con đó các bạn, mà nhỏ con bự này, gió quá bạn ơi, chiều này gió quá.
cái này. Đó nha bạn. Sống luôn. Đớp máy đi ba, giờ nó có cá quy tích cho bạn xem nha. Thì mình chưa còn bạn. Lắp đồng, lắp đồng. Nó nhảy. Ốp máy thì có cá quay tới chưa? Này mình chúng còn các bạn ơi. Các bạn đó có im chiều này cá nó ra láng lắm nha bạn, nó mới thì này có cá quay tới bạn xem chưa còn các bạn ơi. Dạ luôn. Thì chưa nói nữa các bạn. Lóc. Đây chúng bánh nè bạn ơi. Ở máy rồi. Mình có cá quy tích cho bạn xem. Chú đây con nữa bạn ơi. Chậm không à, cứ phê phê nha.
Ở phải thì có cá quy tích cho bạn xem. Đây là phía dạng. Con các bạn. Chú già luôn. Quá phê. Đem nước máy này có cá. Chú mới đựng con đó nha các bạn. Nè. Trong vòng cá luôn bạn. Trong khúc củi luôn. Cái đó nó cạn đó các bạn, ở đây nó sâu nè. Nước chảy giật giật xuống đây, đầu cá nó cơm xuống đây các bạn. Nước xuống cái nè. Bạn bắt hoài nó bắt tới nước giật thôi à. Không gài gió là không được các bạn, nay cũng bớt gió một chút. Đây còn nó mà ơi. Chứ gì cho nổi. Này trúng mánh rồi. Chơi trúng mánh nha các bạn. Bá cho bá. Chú tụi mình cho nó thứ ghê. Anh có nó nha bạn. Quay với em bạn. Cái kiểu này quay em ơi. Nhỏ nhỏ không
nó chạy ghê mà. Bực bực luôn. Bực như nó chạy một cái nó mạnh luôn. Con bự đó mình kết thúc ở đâu luôn bà ơi. Vậy thôi mình cũng kết thúc video luôn các bạn ơi. Các bạn nhớ xem kênh hay cho kênh xin một like, một đăng ký chia sẻ nha các bạn. Để mình những video mới cho các bạn xem nha. Chào các bạn luôn nha các bạn. Cho các bạn xem mấy cái kết thúc video luôn. Thấy không? Cá lóc thành quả. Cái động động không các bạn. Tôi hẹn các bạn video kế tiếp nha.